vốn xuất thân là một nhà nông, thế nên nỗi cực nhọc một nắng hai sương của bà con nông dân trên đồng ruộng là điều mà ông Vũ Đình Phúc, chủ nhiệm Hợp tác xã Đất Mới ở phường 7, thành phố Đà Lạt thấu hiểu hơn ai hết. Cũng chính vì lý do này mà ông đã có nguồn động lực để tìm tòi sáng chế ra rất nhiều những loại nông cụ hữu ích phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, giảm bớt sức lực của người nông dân. Không những thế, với nhiệt tâm của mình, ông Vũ Đình Phúc còn giúp cho bà con nông dân xung quanh làm giàu, chia sẻ những kinh nghiệm làm nông và đóng góp cho sự phát triển của quê hương Lâm Đồng. Đây cũng chính là tấm gương sáng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong một hương sắc cao nguyên ngày hôm nay. Bập mà này đẹp. Gầy thôi chứ đâu có béo gì đâu. Cũng cao. Hơi khó tính đấy. Vừa sáng tạo và tìm tòi. Và người mà chúng tôi đang nhắc đến ở đây là nhà nông Vũ Đình Phúc, chủ nhiệm Hợp tác xã Đất Mới, phường 7, thành phố Đà Lạt. Người đã từng sáng chế ra rất nhiều máy móc phục vụ cho nông nghiệp. Nhà xưởng này chính là nơi những chiếc máy ra đời. Ban đầu là chiếc máy chế biến rác thải nông nghiệp thành phân hữu cơ, một sáng kiến rất hữu ích cho nhà nông, đã được cấp bằng sáng chế và được nông dân trong cũng như ngoài tỉnh sử dụng rất hiệu quả. Cái này thứ nhất là mình tiết kiệm được cái vấn đề là phân bón. Thứ hai là về môi trường thì không bỏ bừa bãi ra ngoài thì bảo vệ được, thứ nhất là được môi trường và không ảnh hưởng đến cái như là dịch bệnh đối với cây trồng. Không chỉ dừng lại ở đó, chiếc máy này ngày càng được cải tiến cùng với sự ra đời của một số máy móc nông nghiệp khác, chủ yếu phục vụ cho sản xuất hàng ngày. Nghiên cứu thì vì trong cái đó là trong những cái sách vở và những cái loại máy ngoài thị trường thì nó không giống như cái kiểu mình, cái đầu mình tưởng tượng. Thì mình tưởng tượng trong cái đầu mình cấu tạo nó như thế nào thì mình chế theo cái sự tưởng tượng của trong cái đầu của mình chế. Nếu như sáng chế máy móc phục vụ nông nghiệp là đam mê thì làm nông nghiệp và làm giàu cho gia đình, cho quê hương lại như cái nghiệp gắn bó với người nông dân này. Với diện tích đất 1,5 hectare, ông hoàn toàn có thể tự làm giàu cho bản thân. Nhưng nhận thấy bà con xung quanh gặp khá nhiều vất vả trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Năm 2009, ông đã vận động 22 hộ dân trong vùng liên kết thành lập tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Đất Mới. Nay đã thành Hợp tác xã Đất Mới. Và cũng chính từ hợp tác xã này, nhiều bà con đã thoát nghèo, nhiều người đã trở nên giàu có. Đến nay, đa số bà con nông dân tham gia vào hợp tác xã đều đã mua sắm được những phương tiện nông cụ có giá trị trong sản xuất. Đã là công nghệ nó đã cao, kỹ thuật nó cao, mà ra ta đứng ra ta làm một cái liên lẽ là ta cái sự thất bại của anh ta trước. Ta phải tham gia một cái hợp tác xã đông anh em để ta cộng tác, học hỏi. Từ khi làm hoa tới giờ thì nói chung gia đình thì lúc nào tháng nào cũng có tiền thì nó thoải mái hơn và cuộc sống nó đầy con cái nó đầy đủ và mình thoải mái, cho vợ chồng đồ vui vẻ. Chứ không phải như lúc trước. Có lẽ hạnh phúc của người nông dân này chính là thành quả mà tất cả các thành viên hợp tác xã đã đạt được. Người ta quý ông ở cách nghĩ, cách làm. Người đàn ông nói được và làm được, tạo được lòng tin cho tất cả mọi người lắng nghe và làm theo. Và có lẽ sẽ ít có lời nào diễn tả chân thực về con người này hơn những lời chúc mà người thân dành cho ông. Chú Phúc có dạng người to và cao mập, rồi chú rất là hiền. Gầy thôi chứ đâu có béo gì đâu. Người cao cao, đẹp trai. Tráng cũng cao, nói chung là lao động rất là tốt. Hơi khó tính đấy. Chúc chú là nói chung là càng ngày là càng đẹp trai, rồi là nói chung là mạnh khỏe. Chúc chú làm ăn phát tài hơn năm trước nữa. Chúc sao chú nhiều sức khỏe, có thể được cống hiến được cho bà con, được với trong với lo cho gia đình tốt. Giờ chúc chú sức khỏe thôi chứ không giờ chẳng chúc gì hơn nữa. Chúc cho chú Phúc là coi như là dồi dào sức khỏe nè, làm ăn càng ngày càng tiến tới. Mình cũng đáng mừng là vì những cái chuyện ở ví dụ ở ngoài xã hội thì tất cả những cái gì mình đều là năng động và coi như là đóng góp những cái sự gì là có lợi cho xã hội và cho một cộng đồng. Đã. Thank you.
tăng tại các tỉnh phía Nam. Nhiều nữ công nhân không khỏi lo lắng khi điều kiện sinh sống không được đảm bảo, trong khi hầu hết trong số họ đều đang ở độ tuổi mang thai. Mình biết là về Zika thì có thể lây từ mẹ sang con ạ.